Nhận định bóng đá Man City với Paris Saint-Germain. 2 giờ ngày 5 tháng 5, lượt về vòng bán kết Champions League 2020/21. Với lợi thế lớn trong tay, Man City đang rất được kỳ vọng sẽ vượt qua được Paris Saint-Germain để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Man City coi như đã chạm một tay vào tấm vé tham dự trận chung kết cúp C1 châu Âu 2020/21 khi có chiến thắng hết sức ấn tượng với tỷ số 2-1 trước đội bóng Pháp ở trận lượt đi diễn ra một tuần trước. Đáng lưu ý, đây là trận đấu Man City gặp bất lợi khi phải chơi tại sào huyệt công viên các hoàng tử của đối thủ. Với cục diện hiện tại, Man City chỉ cần một kết quả hòa ở trận lượt về là đủ điều kiện giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, phần lớn người hâm mộ đều tin The Citizen sẽ làm tốt hơn với một chiến thắng. Nên nhớ, đây là trận đấu họ được chơi trên sân nhà và sở hữu đội hình ưng ý nhất. Lúc này, đội chủ sân Etihad đang duy trì được phong độ ổn định với 4 trận toàn thắng mới đây. Nếu như đại diện xứ sở sương mù có được chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, Paris Saint-Germain hành quân tới Etihad với nhiều bất an. Theo đó, huấn luyện viên Pochettino đang phải đau đầu với việc sắp xếp đội hình khi Mbappe chưa chắc ra sân bởi chấn thương bắp chân. Song song, Idrissa Gueye cũng không thể ra sân do án phạt cấm thi đấu với chiếc thẻ đỏ đã nhận ở lượt đi. Nhìn vào quá khứ, Paris Saint-Germain thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi đụng độ các đội bóng Anh. Theo đó, họ chỉ thắng 7 trong số 24 trận đụng độ các đội bóng xứ sở sương mù. Riêng đối với Man City, Paris Saint-Germain không thắng cả 4 trận đụng độ, hòa 2 và thua 2 lần. Rõ ràng, Paris Saint-Germain không phải lựa chọn đáng tin ở trận đấu đêm nay trước Man City.